Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của VNews truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol nêu rõ lý do thiết quân luật khẩn cấp trong bài phát biểu trên truyền hình tối mùng 3 tháng 12. Tuy nhiên, dạng sáng ngày mùng 4 tháng 12, ông Jun tuyên bố dỡ bỏ lệnh thiết quân luật khẩn cấp sau khi quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt lệnh này cũng như sức ép từ những người biểu tình chống đối lệnh này dưới đây là một số nội dung chính trong bài phát biểu của tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khi tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp. Thưa các công dân đáng kính với tư cách là tổng thống, với lòng căm phẫn tôi xin kêu gọi các bạn, kể từ khi chính quyền của chúng ta thành lập, quốc hội đã khởi xướng 22 cuộc luận tội các quan chức chính phủ và kể từ khi quốc hội khóa 22 bắt đầu vào tháng 6, quốc hội đang thúc đẩy việc luận tội thêm 10 người nữa. Và đây là tình huống không chỉ chưa từng có tiền lệ ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà còn chưa từng xảy ra kể từ thời điểm lập quốc điều đó đang làm tê liệt ngành tư pháp khi có nhiều lời đe dọa nhắm đến các thẩm phán cố gắng buộc tội một số công tố viên điều đó cũng làm tê liệt nhánh hành pháp bằng cách cố gắng luận tội bộ trưởng nội vụ chủ tịch ủy ban truyền thông Chủ tịch Ban Kiểm toán và Bộ trưởng Quốc phòng. Việc xử lý ngân sách quốc gia cũng làm suy yếu các chức năng thiết yếu của nhà nước và biến Hàn Quốc thành thiên đường ma túy và gây ra sự hoảng loạn về trật tự xã hội bằng cách cắt giảm hầu như tất cả nguồn ngân sách lớn để trấn áp tội phạm ma túy và duy trì an ninh. Đảng Dân Chủ đã cắt giảm 4.100 tỷ won từ ngân sách năm tới, bao gồm 1.000 tỷ won cho dự trữ phòng ngừa thiên tai, 38,4 tỷ won cho trợ cấp chăm sóc trẻ em và một dự án phát triển một mỏ khí đốt trong thành phố để tạo việc làm cho thanh niên. Họ thậm chí còn kìm hãm việc tài trợ để cải thiện chế độ đãi ngộ với các sĩ quan quân đội, bao gồm tăng lương và trợ cấp cho các sĩ quan mới vào nghề và tăng phí trực ban. Sự bất bình về vấn đề ngân sách này không khác gì thao túng tài chính quốc gia của Hàn Quốc. Chế độ độc tài lập pháp của Đảng Dân chủ vốn sử dụng ngân sách như một phương tiện đấu tranh chính trị đã không ngần ngại bôi nhọ ngân sách. Chính phủ bị tê liệt và tiếng thở dài của người dân ngày càng tăng. Việc trà đạp trật tự hiến pháp của Hàn Quốc tự do và phá vỡ các thể chế nhà nước hợp pháp được thành lập theo hiến pháp và luật pháp rõ ràng là một hành động chống nhà nước, vốn là âm mưu nổi loạn. Cuộc sống của người dân bị xem nhẹ và chính phủ đang trong tình trạng tê liệt do bị luận tội, điều tra đặc biệt và bảo vệ lãnh đạo phe đối lập. Tiếp theo, Tổng thống Jun cáo buộc Quốc hội Hàn Quốc đang cố gắng làm tê liệt hệ thống hành chính tư pháp của quốc gia thông qua chế độ độc tài, lập pháp và lật đổ hệ thống dân chủ tự do. Theo Tổng thống Yoon, Quốc hội vốn phải là nền tảng của nền dân chủ tự do, lại đang làm sụp đổ hệ thống dân chủ tự do. Hiện nay Hàn Quốc đang trong tình thế bất bình, không có gì ngạc nhiên nếu nó sụp đổ ngay lập tức. Tổng thống Yoon nêu rõ rằng ông tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp để bảo vệ Hàn Quốc tự do khỏi các mối đe dọa từ Triều Tiên và để xóa bỏ các thế lực chống nhà nước ủng hộ Triều Tiên, cũng như để bảo vệ trật tự hiến pháp tự do tổng thống jun nhấn mạnh rằng thông qua lệnh thiết quân luật khẩn cấp này tôi sẽ xây dựng lại và bảo vệ hàn quốc tự do đang trên đà sụp đổ đây là bước đi tất yếu để đảm bảo tự do và an toàn cho người dân và sự bền vững của đất nước và để truyền lại một đất nước đàng hoàng cho các thế hệ tương lai khỏi các hoạt động liên tục của các thế lực chống nhà nước nhằm lật đổ chế độ tôi sẽ xóa bỏ các thế lực chống nhà nước càng sớm càng tốt và bình thường hóa tình hình trở lại tôi sẽ đập tan các thế lực chống nhà nước và bình thường hóa đất nước càng sớm càng tốt việc ban bố thiết quân luật sẽ gây ra một số bất tiện cho những người tốt đã tin tưởng và tuân theo các giá trị của hiến pháp của nước hàn quốc tự do nhưng tôi sẽ tập trung vào việc giảm bớt những bất tiện này các biện pháp này là cần thiết để duy trì một nước hàn quốc tự do và không có thay đổi nào trong lập trường chính sách đối ngoại của chúng tôi về việc hoàn thành trách nhiệm và đóng góp của mình trong cộng đồng quốc tế với tư cách là Tổng thống của các bạn, tôi tha thiết kêu gọi các bạn, tôi sẽ công hiến cuộc đời mình để bảo vệ nước Hàn Quốc tự do, chỉ dựa vào người dân. Xin hãy tin tưởng tôi. Cảm ơn các bạn. Sau tuyên bố thiết quân luật, Hàn Quốc đã có một đêm đầy hỗn loạn. Người dân tràn xuống phố biểu tình, các viên trước sông vào tòa nhà quốc hội, đảng phái đối lập lên tiếng kêu gọi Tổng thống từ chức. Tất cả đều là động thái tỏ rõ sự tiêu cực của thiết quân luật trên đất nước này không dừng lại ở đó, ngay cả những trợ lý cấp cao của tổng thống cũng đồng loạt xin từ chức chỉ sau một tuyên bố chính trị Hàn Quốc chính thức rơi vào một chuỗi khủng hoảng khó kiểm soát. Trong bối cảnh tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật để đối phó với những mối đe dọa an ninh nội bộ thì ngay trong sáng mùng 4 tháng 12, các trợ lý cấp cao của tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đệ đơn từ chức hàng loạt, chỉ vài giờ sau khi quốc hội nước này bỏ phiếu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật mà tổng thống đưa ra. Sự kiện trên chính thức đưa Hàn Quốc rơi vào tình thế khủng hoảng chính trị ngay trong thời khắc khó lường của xung đột liên triều. Junhap đưa tin, trong số các quan chức cấp cao đệ đơn từ chức, có tránh văn phòng tổng thống Chung Jin Suk, cố vấn an ninh quốc gia Shin Won Sik, tránh văn phòng phụ trách chính sách Sung Tae Yun cùng 7 phụ tá cấp cao khác. Động thái từ chức của các trợ lý cấp cao chính phủ Hàn Quốc được đưa ra sau khi tổng thống Yoon Suk-yeol vào đêm mùng 3 tháng 12 bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập làm tê liệt hoạt động của nhà nước. Ngay trong đêm, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu và thông qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật. Đến rạng sáng mùng 4 tháng 12, sau khi chính phủ phê chuẩn, tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh này. Cùng ngày Đảng Dân chủ DP đối lập chính ở Hàn Quốc đã kêu gọi tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức, đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi việc luận tội nếu nhà lãnh đạo này từ chối. Trong nghị quyết thông qua tại phiên họp khẩn cấp ở Quốc hội sáng cùng ngày, Đảng DP nêu rõ, tuyên bố thiết quân luật của tổng thống Yoon Suk-yeol vi phạm hiến pháp và mọi yêu cầu cần thiết cho việc ban bố tình trạng thiết quân luật đều không được tuân thủ. Lãnh đạo Đảng Dân chủ nhấn mạnh, ông ấy nên từ chức, hãy từ chức ngay lập tức. Đây là mệnh lệnh của nhân dân trong một diễn biến có liên quan ngoại trưởng mỹ antony blinken đã hoan nghênh quyết định hủy bỏ lệnh thiết quân luật của tổng thống hàn quốc đồng thời nhấn mạnh rằng washington tiếp tục hy vọng các bất đồng chính trị sẽ được giải quyết một cách hòa bình và theo đúng pháp luật một người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia mỹ cũng cho biết washington ủng hộ việc tổng thống hàn quốc dỡ bỏ lệnh thiết quân luật và tôn trọng yêu cầu của quốc hội hàn quốc về việc chấm dứt tình trạng này Trước đó, lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon suk yeol đã khiến Hàn Quốc trải qua những giờ dối ghen hỗn loạn, gây ra các cuộc biểu tình bên ngoài quốc hội. Một số nhà lập pháp cố gắng vượt qua các bức tường của tòa nhà quốc hội và chỉ trích gây cắt Tổng thống Yoon suk yeol cho rằng ông đã làm gián đoạn nền dân chủ của đất nước. Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu nhất trí chặn sắc lệnh của Tổng thống, tuyên bố động thái này là vô hiệu, nhưng thiết quân luật vẫn có hiệu lực. Ngày 4 tháng 12, Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ dỡ bỏ thiết quân luật và rút quân. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân sau đó cho biết lực lượng quân đội được triển khai đã trở về đơn vị của họ. Lãnh đạo đảng cầm quyền, quyền lực nhân dân PPP cho biết đảng này xin lỗi người dân, đồng thời cho rằng Tổng thống phải trực tiếp giải thích kỹ lưỡng về tình hình dối ghen, còn những người kêu gọi ban bố xác lệnh thiết quân luật phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, lãnh đạo đảng đối lập đã tiến xa hơn, yêu cầu ông Yoon suk yeol từ chức ngay lập tức. <laughs> Tổng thống Yusuf Yen cho biết việc ban bố xác lệnh thiết quân luật là cần thiết để đối phó với Triều Tiên, nhưng một số nhà phân tích cho rằng động thái này dường như cũng mang tính chính trị. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Yoon suk yeol đã nói về các lực lượng chống nhà nước và cho rằng thiết quân luật là điều cần thiết để loại bỏ nhanh chóng các lực lượng này nhằm ổn định đất nước. Ông chỉ trích các chính trị gia đối lập của đất nước, cho rằng những nhân vật này đã làm hỏng chương trình nghị sự của ông tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon suk yeol đã sụt giảm mạnh xuống mức kỷ lục 17% kể từ khi ông lên nắm quyền. Ông Yoon suk yeol nắm giữ chức vụ cao nhất của đất nước, nhưng đảng của ông lại không chiếm được thế đa số tại quốc hội. Đảng quyền lực nhân dân bảo thủ của ông đã thua trước đảng Dân chủ đối lập trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4. Trong cuộc bầu cử này, đảng đối lập đã giành được 175 trong số 300 ghế tại quốc hội. Tuần trước, phe đối lập chiếm đa số trong quốc hội đã bỏ phiếu cắt giảm gần 3 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách năm 2025 mà Tổng thống Yoon suk yeol đưa ra làm suy yếu các kế hoạch của ông. Phe này cũng cố gắng luận tội ba công tố viên hàng đầu của đất nước và cáo buộc ông Yoon suk yeol liên quan đến một số vụ bê bối, trong đó có vụ vợ của ông bị phát hiện dính sáng tới một vụ thao túng giá cổ phiếu ngay cả khi Tổng thống Yoon suk yeol đảo ngược quyết định về thiết quân luật, ông vẫn tiếp tục chỉ trích những người mà ông cho là cản trở chương trình nghị sự của ông. Trong bài phát biểu sau đó, ông Yoon suk yeol đã yêu cầu Quốc hội ngay lập tức dừng các hành động liều lĩnh, làm tê liệt các chức năng của nhà nước thông qua việc luận tội, thao túng lập pháp và thao túng ngân sách. <laughs> Sắc lệnh này đình chỉ các hoạt động của chính phủ cũng như các đảng phái chính trị, đình chỉ hoạt động của quốc hội và các hội đồng địa phương, cấm các cuộc đình công tại Hàn Quốc. Ngoài ra, sắc lệnh yêu cầu đặt tất cả các phương tiện truyền thông và nhà xuất bản dưới sự kiểm soát của quân đội. Các điều khoản của lệnh thiết quân luật cũng cho phép đình chỉ một số quyền tự do dân sự. Bất kỳ ai vi phạm các quy định đều có thể bị bắt giữ mà không cần ban hành lệnh bắt giữ. Ngay sau khi sắc lệnh được ban bố, quân đội, cảnh sát được triển khai trên các đường phố ở Seoul. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ban bố thiết quân luật kể từ năm 1987. Lần gần đây nhất Hàn Quốc ban bố thiết quân luật là vào năm 1979 sau vụ ám sát tổng thống. Trước đó đã có nhiều trường hợp tương tự. Hàn Quốc là đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Tại quốc gia này có khoảng 28.500 binh sĩ si Mỹ đồn trú. Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, Philip Goldberg cho biết Đại sứ quán và bộ ngoại giao nước này đang theo dõi chặt chẽ tuyên bố thiết quân luật của tổng thống Yoon Suk Yeol, đồng thời nói thêm tình hình đang thay đổi. Phó phát ngôn viên của Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và sẽ tìm cách tiếp xúc với các đối tác Hàn Quốc ở mọi cấp độ, cả ở Washington và Seoul. Ông Kurt Campbell cho biết tổng thống Joe Biden, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và ngoại trưởng Antony Blinken đều đã được báo cáo về tình hình ở Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ sát cánh với Hàn Quốc trong thời điểm khó khăn. Thực tế, quyết định của ông Yoon suk yeol đã khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ. Nhiều thành viên của đảng cầm quyền PPP đã hối thúc Tổng thống nhanh chóng dỡ bỏ sắc lệnh. Ông Han Dong-hun, lãnh đạo đảng này cho biết việc áp đặt thiết quân luật là sai, còn lãnh đạo phe đối lập chính của Hàn Quốc, ông Lee chae myung cho rằng động thái này là vi hiến. Và sáng ngày 4 tháng 12 theo giờ địa phương, ông Yoon suk yeol tuyên bố sẽ dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật và rút các đơn vị quân đội đang thực thi sắc lệnh này. Tuy nhiên, tình trạng rối ren do quyết định ban đầu gây ra có thể vẫn còn kéo dài trong một thời gian. Giá trị của đồng won Hàn Quốc so với đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, cổ phiếu của một số công ty Hàn Quốc như Coupang, KB Financial Group và POSCO Holdings đã giảm khi xác lệnh thiết quân luật có hiệu lực. Đứng trước sự kiện bất ngờ trên, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bàn theo cho biết, Mỹ hy vọng luật pháp và quy định của một quốc gia sẽ được tuân thủ bởi chính quốc gia đó và các tranh chấp chính trị sẽ được giải quyết một cách hòa bình trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Ông Fedor Pantel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối tác chiến lược giữa Mỹ và Hàn Quốc và gọi Hàn Quốc là đối tác sống còn của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong khi đó, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Mỹ không được thông báo trước về việc Tổng thống Yoon suk yeol ban bố thiết quân luật. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình biến động chính trị tại hàn quốc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày kính mời quý vị cùng chú ý đón xem chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại